Xin chào các nhà bán thương mại điện tử. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người bộ thiết bị ghi hình đóng gói. Bộ thiết bị gồm một webcam và một súng barcode. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn thiết bị. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào hệ thống SwiftTrack của SwiftHub. Đây. Ở đây mình sẽ đặt webcam ở góc mà có thể nhìn thấy hết bao quát cái bàn đóng gói của mình. Sau khi đăng nhập vào hệ thống SwiftTrack, mọi người sẽ chọn một phần đóng gói để chọn camera. Khi lần đầu đăng nhập, máy tính sẽ yêu cầu bạn đồng ý để truy cập vào camera. Mọi người ấn đồng ý. Ở đây mình sẽ chọn camera mà mình vừa mới gắn lên là camera Cyber H7 này. Thì ở đây camera mình đã setup để nhìn thấy được cái khuôn đóng gói của ở bàn đóng gói của mình. Và đây là súng barcode. Thì cách sử dụng như thế nào? Cách sử dụng mọi người sẽ chọn, ở đây có một số tính năng như là đơn nhập, đóng gói hàng và bàn giao đơn vị vận chuyển, hoặc là đơn return, đơn hoàn về. Mọi người có thể quản lý và bắn những cái mã theo tùy theo loại đơn hàng. Ở đây mình sẽ ví dụ một cái đơn đóng gói. Đây là một cái phiếu giao hàng, thì trên cái phiếu giao hàng này nó có cái mã vận chuyển của Shopee. Ở đây mình lấy một cái đơn làm mẫu, thì mọi người sẽ bắn cái mã. Khi bắn mã thì hệ thống sẽ tự động ghi hình và mọi người sẽ đóng. Ở đây mình đóng ví dụ một cái đơn hàng là đơn, ở đây mình ví dụ một cái sản phẩm Beroka này, mình đóng vào sản phẩm. Và đặc biệt khi đóng gói thì mọi người sẽ cho thấy 6 cạnh của hộp bì. Ở đây thì mình đóng nhanh thôi, dán nó lên. Sau đó chỉ cần ấn hoàn thành là hệ thống sẽ tự động lưu lại và tải lên. Ở đây thì mình lưu ý với mọi người rằng ở phần trạng thái này, khi mọi người đóng liên tục nhiều đơn thì mọi người tiếp tục đóng. Nhưng khi mọi người đóng xong một đơn chẳng hạn mà mọi người muốn thoát ra thì lưu ý phải đợi trạng thái chỗ này là đã upload thì mọi người hẳn thoát ra. Và để tìm lại cái đơn hàng này như thế nào, mọi người vào phần blog giao dịch ở đây. Thì ở đây, đây là cái đơn mà mình vừa test và vừa đóng xong ngay lúc nãy. Thì trong trường hợp mọi người có thể tìm bằng tay hoặc mọi người có thể tìm bằng cái mã. Mình ví dụ mình tìm lại cái mã hồi nãy ở đây, tìm kiếm. Đây. Thì đây là một cái video mà lúc nãy mình đóng gói. Mọi người có thể review. Trường hợp khiếu nại sàn thương mại điện tử xảy ra, mọi người chỉ cần ấn download. Đây là một cái video có đầy đủ ngày giờ mã vận đơn. Mọi người có thể gửi trực tiếp video này cho sàn hoặc ở bên mình có một cái link xác nhận như vậy, copy và chỉ cần gửi cái link cho sàn. Thì khi sàn nhận được cái link như vậy, họ sẽ thấy được video và thông tin ngày giờ đóng gói. À, thông tin này nó khớp với giờ đóng gói mã vận đơn. Và mọi người muốn sử dụng bộ giải pháp này thì có thể liên hệ SwiftHub và chúc mọi người bán được nhiều đơn và giải quyết được các khiếu nại từ sàn thương mại điện tử. Cảm ơn mọi người.